nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni chào toàn thể các em thân mến hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên năm mới quý mão để kính thưa toàn thể các em đúng là ở trong cuộc đời của mình nếu như mình hiểu được vấn đề nào thì mình bớt khổ về vấn đề đó còn những vấn đề nào mình chưa hiểu thì chắc chắn mình sẽ khổ về nó các em thì hạnh phúc hơn cái lớp người đi trước như là các cô. Cái lớp người đi trước như các cô trước kia ấy, thì Phật Pháp ở miền Bắc này chưa có. Cho nên là những cái câu hỏi vì sao nó thường luẩn quẩn, nó quấn lấy mình. Và cái câu trả lời cuối cùng dù hỏi ông, hỏi bà hay hỏi cha, hỏi mẹ, hỏi mọi người xung quanh thì chỉ đúc kết lại một câu là số nó thế cam chịu chứ biết làm sao thế và bây giờ lớp các em thì không bao giờ chấp nhận cái việc này và hiểu rõ rằng con người ta không có số phận cố định đấy là hạnh phúc đối với lại tất cả những người mà tìm hiểu về đạo phật trong đó có các em đó, đấy là hạnh phúc thì tất cả những người mà tìm hiểu về đạo phật thì sẽ biết được mình là nhân tố chính quyết định của cuộc đời mình. Không những mình quyết định cuộc đời mình trong hiện tại mà mình đã quyết định cuộc đời mình từ quá khứ rồi cho đến vị lai cũng chính mình là nhân tố quyết định. Không có ai quyết định thay chúng ta cả. Sướng khổ là do mình, đúng không? Sướng khổ là do nhân quả của mình, không phải tại cha, tại mẹ, không phải tại ông bà tổ tiên, không phải tại trời đất, không phải tại cái gì cả, chính là tại chúng ta. Khi chúng ta hiểu biết điều đó thì chúng ta không còn hoang mang lo sợ, không còn hoang mang lo sợ. Vì chúng ta sợ rằng là cái này đến với chúng ta chúng ta không chịu được hay là chúng ta không biết làm sao. Nó từ tâm chúng ta mà đến thì nó cũng từ tâm chúng ta mà đi. Có đúng không? Có cái chúng ta phải biết cách thôi nó đến từ tâm chúng ta rồi và bây giờ mọi việc chúng ta phải cho nó ra đi khỏi chúng ta bằng chính tâm của chúng ta giống như là cô nói rằng là cô dùng cái tay này cô bê cái cốc nước ra đây thì chính cái cốc nước này đang dính ở tay cô và chính tay cô cũng phải là chủ động đưa cho nó trở về chúng ta cũng vậy tất cả những sự vui buồn sướng khổ là do chính tâm chúng ta tạo nên và chính tâm chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề đó và xuyên suốt cái quá trình học Phật là chúng ta làm sao phải thấu được chỗ này và mình phải dùng tâm mình để mình làm chủ cuộc đời của mình không phải đi tìm ở bất cứ đâu cả cái đấy là cái mấu chốt của đạo Phật thế và đó là sự hạnh phúc của người con Phật khi người ta biết sử dụng tâm trong tất cả mọi vấn đề có đúng không các em? Đó.